Thì các bạn sẽ thấy ở đây ký hiệu nó sẽ là lan can kính, đúng không? Thì đây nó không chỉ định vật liệu là cái gì cả. Còn nếu mà chúng ta chọn ở đây nó là tấm kính này, nó là lan can kính cường lực, thì chúng ta vẫn phải chọn ở đây, kể cả nó đang là vẽ là cấu kiện nên là glass, glass này đúng không? Chúng ta phải đắp đi kết lên, và chúng ta lại phải thay cái glass này, mình sẽ phải ghi ở đây là gì, kính gì, cường lực như dày 10 mm chẳng hạn, hoặc mình ghi đây là kính cường lực 10 mm. Ok, thì mình sẽ chọn đây, mình đắp đi kết lên rồi. Ok, glass, thì glass đây mình sẽ chọn cái bảng vật liệu này của nó. Từ glass mình sẽ đắp đi kết đây, mình chọn đây là MTA 902 nha, chọn ở đây là kính cường lực dày 10 mm. Cái này chúng ta chỉ làm này, chọn này, thì đây là cái kính cường lực, thì chúng ta phải sửa cả tên trong đây nữa đấy nha, kính cường lực. Nhưng mà thường chúng ta làm ấy, chúng ta sẽ không có thói quen hệ thống, mười mi ok 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 Thì ví dụ như mình chọn đây, thì vào thông tin đây, các bạn sẽ thấy là kính trắng an toàn 638 này. Thì đây nó không phải kính trắng an toàn nữa, mà nó sẽ là cái gì? Kính cường lực. Mười mini. Đây. Tất cả các vật liệu ấy, vật liệu cho công cho dự án ấy, thì các bạn biết nó phải có những yếu tố gì không? Vật liệu và lớp cấu tạo, thì đầu tiên là nó phải ghi chú được vật liệu này và bề dày. Ví dụ như sàn, vật liệu đấy là sàn chống thấm, chống thấm thì phải dày bao nhiêu, hiểu không? Mọi thứ đều phải có thêm bề dày. Thường như chúng ta ghi chú, chúng ta sẽ không có bề dày thì thằng dự toán là nó bóc được, nó tính bằng kiểu gì, đúng không? Không thể làm được vì nó không đủ dữ liệu, đúng không? Đấy, mang đây kính cường lực, kính cường lực nha, 101 chẳng hạn. Ok ok, đấy thì tôi bây giờ tôi mới thay toàn bộ cái phần này. Thì bây giờ thay cả cái tấm kính này, thì vào edit file này các bạn lại phải thay toàn bộ cái cưa tần vuông panel ở đây. Cái tấm kính này nó mang tên là kính cường lực CL10 này, ok. Đấy, thì các bạn sẽ thấy ở đây này, thấy chưa? Có nghĩa là các bạn phải hiểu là cái tấm kính đấy, trong một cái cưa tần vuông ấy, các bạn có hiểu cái này không? Trong cái cưa tần vuông này ấy, nó vẫn là cưa tần vuông, tôi vẫn cho là cưa tần vuông đi, nhưng mà cái cưa tần vuông này ấy, nó đang tên là lan can kính, đúng không? Và vấn đề bây giờ lan can kính tôi lại thay thế ở đây, tôi thay thế hết cho toàn bộ cái lan can kính này. Nhưng mà các cái vách kính này nó có bị thay đổi hay không? Cái vách kính này không. Vì làm sao? Vì tôi chỉ thay cho cái phần lan can kính, chọn đây này, edit thoi này, và tôi chỉ thay cho cái thoi của lan can kính này thôi, là cái này thôi. Và nó sẽ có nhiều loại kính để thay cho nhiều loại lan can, à cho nhiều loại vuông thoi. Cưa tần vuông 1, cưa tần vuông 2, cưa tần vuông 3, và cưa tần vuông 1 thì sẽ có cái loại kính cho cưa tần vuông 1, đúng không? Loại kính cho từ cưa tần vuông 2, thì trong đây nó có nhiều loại kính mà, đúng không? Ok. Thì trên mặt đứng các bạn có thể vẽ sai cấu kiện, nhưng các bạn vẫn ít khi sai. Bởi vì ví dụ như tôi làm như này, đấy, vẽ sai cấu kiện nhưng mà đây tôi vẫn chuẩn, thấy không? Có nghĩa là sai cấu kiện nhưng vật liệu thì không thể sai. Cái này là rất rất là trên mặt đứng. Thì cái này các bạn phải tránh được cái tình trạng là có một ông này là ông ấy vẽ bằng lan can, có ông này thì vẽ bằng cưa tần vuông. Nhưng tôi không quan trọng, tôi chỉ quan trọng là cái chỗ đấy nó sẽ là mã, nó dùng bằng kính gì, dày bao nhiêu. Còn đâu chi tiết lan can thì trong đấy các ông phải biết là chiều cao rồi, đúng không? Phải bổ cái lan can lên rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà vấn đề trên mặt đứng thì tôi cần một cái mã hiệu chuẩn là ghi chú vật liệu. Còn tất cả các chủng loại thì người ta mới bóc được.
Hiểu đây không? Đấy, còn đây này, mình chỉ ghi này, này, mình chỉ ghi KL1 thì ở đây thì sau này ghi là chữ KCL1 này nó sẽ là cái gì? Mình sẽ làm được một cái bảng thống kê ra thôi. Đấy nhá, thống kê vật liệu description. Đấy. Ví dụ như chỗ này nó là chi tiết mặt đứng thì nó bao gồm cả một cái hệ này. Thì chi tiết mặt đứng ra đây nó sẽ chỗ nào là fix, chỗ nào như nào. Đấy nhá. Ví dụ như hệ này là hệ gì? Hệ vách kính khung nhôm sinh pha kính cường lực, được chưa? Bình thường thì người ta sẽ không dùng cách ghi chú như này. Trong thiết kế thì không làm sao, không được chỉ định chủng loại nhà thầu, đúng không? Như thế này thì nó vì có nhiều cái là nhôm ấy thì nó lại lấy luôn tên công ty là tên của cái hãng nhôm đấy, nên là khi mà mình chọn cái nhôm đấy nhưng mà mình đưa cái tên đấy vào nó sẽ rất là nhạy cảm, đúng không? Về trong quy định, về trong cái phần ghi chú, vì các bạn nếu mà các bạn làm tư nhân thì không sao, tư nhân thì người ta chỉ định luôn vật liệu, chứ còn nếu mà các bạn làm với nhà nước ấy thì nếu mà các bạn mà ghi tên chủng loại nhà thầu vào thì nó bảo là ông thiết kế ăn dơ với thằng nhà thầu à, để đưa vật tư vật liệu vào à, hiểu không? Thì cái điều đấy là không 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 thể làm được đấy. Thì mình chỉ ghi ở đây là vách thì vách kính khung nhôm đấy chưa, ví dụ như là hệ sinh pha hoặc tương đương, hiểu không? Cái câu từ là những cái mà cũng rất là phải học. Dày cường lực 10 mm hoặc tương đương. Có nghĩa là tôi lấy một cái nó làm ghi chú như thế, nhưng mà vấn đề là nó sẽ vẫn phải chọn hãng khác chứ không nhất thiết là phải chỉ định đúng là thằng đấy. Đúng không? Thì cái câu là hoặc tương đương này thì nó sẽ hỗ trợ cho việc, thì cái này nó chỉ là vấn đề là ghi chú thôi, thì cái này nó sẽ Ctrl C. Đấy. Thì vấn đề là các bạn tag một thay đồ, tag một thay đồ. Các bạn chọn cái kính này bây giờ lại không có gì, đúng không? Kính này thì lại khác, nhưng kính này thì lại khác. Thấy không? Thì bây giờ kính này là một hệ khác rồi, đúng không? Ừ. Này. Thì ấn tab chọn này. Chọn này. Editor. Thì vẫn đang là glass, đúng không? Đúng không? Còn đây là kính cường lực. Thì thực ra đây nó vẫn phải là kính cường lực, còn đây là vách kính thì nó lại là khác. Thì chỗ này mình sẽ phải tag là cả vách kính này lại là TG. Nó có hai loại tag, một là tag vật liệu, hai là tag gì? Tag cấu kiện đấy. Là tag cả cái hệ tường này, giống như là tag tường ấy, là wall thread ấy. Đây, tác kiểu tường. Thì ở đây mình tác ở đây thì nó sẽ là gì? DVK01. Thì khi mình tác như này cũng được. Thì vấn đề sau này nó xem chi tiết, nó xem luôn cái hệ này luôn. Đúng không? Đấy. Còn tường sơn trắng này thì các bạn làm sao? Đấy, tường sơn trắng này khó ghê nhỉ. Ok, chúng ta lại tạo một cái thằng mã như này thôi. Đúng không? Tương tự như này thôi. Paint vào modify tường sơn trắng này, manager này, chọn này, chọn này, tao bị kia này 903 sơn trắng, không phải sơn đen, đúng không? Thì sơn trắng này, ví dụ chọn này, sơn trắng thì chúng ta chọn no pattern thôi, để trắng không thôi, không để hack nữa, chọn màu khác đi. Sơn trắng thì để màu trắng, màu trắng thì nhìn nó hơi, để màu xám đi, đúng không? Không để hẳn màu trắng tinh, màu trắng đi, chọn này, chọn này, đây nó sẽ là sơn gì? Sơn trắng. Sơn màu trắng. Ví dụ như mã ở đây nha, màu trắng 101 chẳng hạn. Ok. Rồi, thì bây giờ các bạn đi pen, chọn là tường này,
máy này vừa lúc nó reset lại cái gì tôi chưa đặt được cái ISO, đặt lại lệnh tắt này 11 này, này tôi đặt là 22 này, restart tôi đặt là bao nhiêu 33 này, chọn lên này, chọn vào tường này, ấn gì 22 này, nhìn thấy đoạn toàn bộ đoạn này nếu mà là muốn sơn trắng đúng không, đang màu ghi hay màu trắng không biết, modify chọn tên này, chúng ta sẽ chọn ở đây là sơn trắng này. Nó có trắng hơn một tí đúng không, ta sẽ thấy nó trắng hơn một tí đấy. Thì khi mà chúng ta phải xử lý được hết những cái việc như thế này, 33 restart chúng ta sẽ thấy ở đây chọn này, thấy không, vé này có thể có vẻ là mất công ấy nhỉ, các thấy mất công không? Không mất công đâu, bởi vì là khi mà chúng ta pen được nhảy ấy thì nó sẽ thống kê được khối lượng gì, khối lượng sơn và các khối lượng kia mà mình hiểu rõ được. Thì khi mà chúng ta phải làm các cái bản vẽ về kỹ thuật tốt thì mới khả năng bóc tách của nào nó mới tốt được, mà ta nhìn được ấy, ta hiểu được cái hạng mục ấy. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải sơn chỗ nào màu trắng, sơn chỗ nào màu như nào thì chúng ta sẽ làm được ra. Vì bản chất làm cái phần khối lượng ấy là thường là thiết kế là phải chuẩn, là phải đưa nó đã tự bóc, phải bóc được hết khối lượng nha. Phần bên dự toán thì họ chỉ việc làm sao thôi, lấy cái khối lượng đấy đúng không, thì họ chỉ tính thêm những cái khối lượng khác, ví dụ kết cấu thì về phần thép thì họ phải thống kê hết rồi đúng không, khối lượng bê tông họ thống kê hết rồi đúng không, kiến trúc thì tường trần sàn thì họ phải thống kê rồi đúng không. Đấy thì khi chúng ta làm như này thì chúng ta sẽ có một cái lợi thế này đấy, modify pen pen sơn trắng thank you.